Thưa Game Bên đây, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đào bới những cái gì còn sót lại ở trong cái phiên bản update 1 tháng 6 lần này nhé. Rồi, các bạn trong Yandere Chan có giống như một đầu gấu thực thụ hay không? Tóc vẫn còn gọi là chưa hết màu nhuộm nhé. Rồi, thì như là đã nói trong cuối video lần trước thì lần này chúng ta sẽ gọi là làm những cái bonus nhé. Cái này là bounty chứ không phải bonus rồi. Nói chung là nó cũng khá là giống nhau. Rồi, thì chúng ta cần phải gọi là chụp ảnh của thằng Kyu... Chà này, tên gì ta? Ryuto à, Ryuto lúc mà nó gọi là chơi game. Rồi, và gửi cho Yandere-chan để mà nhận 25... không phải, gửi cho Info chứ, để mà nhận 25 điểm. Ok, bây giờ thì để mình xem là nó có chơi game hay không nhé. Và mình thấy nó là ở chỗ này rất giống chứ đang chơi game các bạn ơi. Đúng không? Đang chơi game và... Nói chung là mình sẽ thử đợi thêm một tí nữa nhé. Không biết là đây là game gì đây. Nó đang đi cùng một người khác, không biết là có được hay không đây. Đây sẽ là đối tượng của mình, đây mình sẽ chụp ảnh từ phía sau nhé. Rõ ràng là đang chơi game mà. Ủa, vậy là hoàn thành rồi à? Mình nhớ là có lần mình tính làm thử cái này rồi nhưng mà không hiểu sao mình không làm được cái. Ok, vậy là chúng ta đã làm xong nhiệm vụ rồi đúng không? Chụp thêm tấm nữa xem. Rồi, cậu đã hoàn thành cái nhiệm vụ ngày hôm nay rồi. Nói chung là nó đơn giản vậy à. Là mình sắm sửa khá nhiều các bạn ơi. Mình mua cả một cây guitar để nhét vào cái giỏ phía sau luôn. Nhưng mà hóa ra là chúng ta phải đợi qua cái tiếp theo rồi. Cái thằng mà Oto Hiko Meiji này nó sẽ đến trường muộn lúc 7:55. Và nó thường bị té dập mặt xuống mặt đất. Và nếu mà mình có thể chụp được ảnh đó thì InfoCha sẽ dùng cái tấm ảnh đó để mà tống tiền thằng này. Rồi, mình sẽ được 20 cái bánh tì bon. Đại khái là như vậy. Nhưng mà cái thằng đó xuất hiện rất là đột ngột. Và liệu mình có chụp được cái tấm ảnh hay không đây? Nếu mà không chụp được là mình sẽ thất bại. Mình sẽ phải đợi lâu đến như vậy thêm một lần nữa. Vẫn chưa. Thời gian trôi rất là chậm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì nó thực tế như vậy cũng để cho dễ nó bắt thời gian hơn thôi. Chú tâm nhé. Ủa, cái chạy từ cổng vào à, mình cứ nghĩ là nó... mình cứ nghĩ là nó chạy nhanh thế. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không bấm được cái nút này à. Chạy thế. đúng rồi, để cho InfoChan còn tống tiền nó nữa chứ mình làm như vậy xong là không có đồng nào luôn. Vậy thôi. có vẻ như là cái nhiệm vụ chúng ta xong rồi, chúng ta sẽ đến game tiếp theo chứ. Rồi, cái thằng Furedo Zonzu này nó sử dụng cái phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh để đọc manga thay vì làm những cái việc mà liên quan đến nhiếp ảnh. Và nếu mà chúng ta có được tấm ảnh mà nó đang đọc manga thì nó sẽ trở thành một cái rắc rối lớn đối với nó. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đứng ở đây đợi chứ. Thật là miệng mai các bạn ơi. Một cái nhân vật mà gọi là đi chụp ảnh người khác lại bị chụp ảnh và tống tiền. Đến chưa ta? Vẫn chưa đến à? Tại là nó đang ở chỗ nào vậy? Để mình xem chứ. What do you need? Mình có thể gọi là xem được nó ở chỗ nào từ cái bản này. Đâu rồi nhỉ? Ôi sao mình thấy có một vài nhân vật mà nhìn nó khác khác hay sao ấy? Ủa? Đây là trong câu lạc bộ vẽ đúng không? Sao nhìn những cái nhân vật trong câu lạc bộ vẽ rất là khác? Đây là... kiểu như vừa cập nhật các bạn ơi. Sokuni. Nhìn khác quá. Em tí luôn mà không nhận ra luôn ấy. Rồi, cứ táp thay đây lại đi. Xem là có nhân vật nào mới xuất hiện trong đây không? Nhiều khi có nhân vật mới mà mình không nhận ra luôn ấy chứ. Rồi, đại khái là... đúng là có cảm giác như là cái khung nó bị thay đổi hay sao? Có rất là nhiều nhân vật mới mà nhiều khi mình gọi là nhận không ra luôn. Nhưng mà trong câu lạc bộ làm vừa thì vẫn chưa được cập nhật này.
quan trọng là cái thằng kia nó lên đây rồi nó có đọc manga liền để cho mình chụp ảnh hay không ấy. Ủa, mình cứ nghe thấy có tiếng mở ấy. Lần trước là do cái âm nhạc của game quá to cho nên là không thể nào mà nghe được những cái hiệu ứng âm thanh nhá. Tại một lúc nào đó mình sẽ thử chỉnh âm nhạc bé lại và chỉnh hiệu ứng âm thanh to lên xem là có được hay không. Rồi sẽ cho các bạn nghe thử giữa cái hiệu ứng âm thanh bị thay đổi nhé. Mình chưa thấy ta. À kia 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 rồi. Kia 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 rồi. Mình sẽ nắm bắt cái khoảnh khắc này, nếu mà nhiều khi nó thấy có người nó sẽ không đọc manga thì sao đây, để xem nào. Đọc đi. Tại sao lại không đọc manga? À ra mình vẫn nhận được 25 điểm này các bạn. Mình vẫn nhận được 25 điểm này. Ủa? Vậy là nó đã đọc manga rồi What do you need? à. What do you need? Ok, nhiệm vụ của bạn hoàn thành rồi. Ở tiện mình hốt luôn mấy cuốn manga đi nhé. Cho xin khiếu. Né qua khiếu cái. Đúng rồi. À, cảm ơn nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại nhé. À, vâng, và chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ của ngày thứ 5. What do you Nhiệm need? vụ này khá là thú vị các bạn ơi. Là nếu chúng ta có thể chụp được tấm ảnh của cái thằng Umeji Kizuguchi khi mà nó bị đánh bầm dập ấy, thì chúng ta có thể sử dụng nó để mà blackmail thằng này. Đấy, đâu rồi? Ủa nhưng mà hiện tại là mình đang ở trong câu lạc bộ đồ gấu đúng không? Hả? Mình đang ở trong câu lạc bộ đầu gấu là mình sẽ không được làm như vậy à? Ủa? Đâu có được đâu. Mình không ngờ là mình phải tẩy đi cái thuốc nhuộm trên đầu vì một cái lý do gọi là rất là hôi hám như vậy. Rồi. Bây giờ thì để có thể bị thằng này đánh, chúng ta cần phải không nhuộm tóc nữa. Nhìn lên. Không muốn chần chừ nữa. Cái gì mà back up chứ, đánh nhau đi. Thằng này nó nhát gan quá các bạn ơi. Và như thế này thì mình lại gọi là liên tưởng đến một việc là tại sao ấy, trong cái game này nó lại không có những cái đòn đánh mà chỉ đánh cho đối phương bị thương thôi, mà phải đánh gọi là tử đối phương luôn. Cũng không nào có thể đánh cho đối phương bị thương thôi cũng được mà. Ủa hay là con họ Sinh đang đứng đó cho nên là đó mới không đánh. Đấy. Rồi loại game rồi các bạn ơi. Thử thằng khác xem. À chắc là họ Sinh đứng đó chắc không được quá. Hay là thằng này yếu đuối quá không dám đánh nhau. Mấy này yếu đuối quá các bạn ơi, không dám làm gì hết. Tụi bay giỏi, tụi bay được lắm. Này thì láo. À cuối cùng cũng được rồi. Ủa hỏi học sinh. Học sinh. Nhanh lên. À giải quyết xong vấn đề rồi. Tôi học sinh tự nhiên chạy vô trong đó buồn cười thật. Rồi, cuối cùng chúng ta cũng hơi làm được nhiệm vụ. Đó chính là chụp cái tấm ảnh rất là thảm hại của thằng này. Vâng, và hai ta được nhiệm vụ được 25 pon rồi. Thật và chỉ để làm như thế này mà chúng ta phải gọi là mất rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như mái tóc vàng xinh đẹp này. Cái một số lượng money lớn. Và cái thái độ gọi là khinh thường người khác nữa, mất hết tất cả mọi thứ luôn, chỉ còn lại như vậy thôi. Và nhiệm vụ ngày thứ sáu của chúng ta trông có vẻ đơn giản hơn các bạn ơi.
là cái con Kashiko Murasaki này nó sẽ gọi là trốn cái tiết mà gọi là lau dọn, à, cái tiết sinh hoạt sau giờ học. Nếu mà chúng ta chụp được cái ảnh mà nó đã trốn tiết thì chúng ta sẽ có thể gọi là Black Belt đó, ok. À, và hiện tại hình như mình thấy nó đang ở trong đây thì phải. Đúng rồi. Thậm chí là cái con này cũng trốn mà đâu có làm gì đâu. Rồi, chụp ảnh nhé. Ủa? À, không chụp mặt là được đúng không? Rồi, 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 rồi. Mình đã nhận được 25 điểm rồi. Vậy là chúng ta kết thúc được cái quá trình làm cái nhiệm vụ suốt cả tuần rồi. Nhưng tiện thì lần trước các bạn có nói là nếu mà chúng ta mang cái đồ từ trường đi đến chỗ mà trường học, cái đồ từ nhà chứ đến chỗ trường học ấy, thì nó sẽ không bị ai nghi ngờ cả, đúng thật. Khi mình cầm cái này đi chẳng có ai gọi là đúng thật luôn, các bạn cứ không ai nghi ngờ gì mình cả, mình có thể cầm thoải mái cái này. Nhưng mà như vậy liệu có ổn không? À, đồ của senpai đây hốt luôn. À, cái note này thì chúng ta sẽ viết cho senpai sau khi mà senpai bị thất tình hay là bị gì đó. À, nhưng mà mình nghĩ chắc là cái này phải sang tuần tiếp theo chúng ta mới làm được, cho nên cái tuần đầu tiên này chắc là chưa làm được đâu. À, rồi. Bây giờ thì mình đang muốn đến một cái nơi đó đông người hơn để thử nghiệm cái này, chứ không là không thể nào biết rõ được, tại vì chỉ có một số đứa như vậy thôi thì sao? Không có một chút nghi ngờ những học sinh thì sao đây? Mình chỉ lo học sinh thôi. Ủa, học sinh có đang làm công việc chật vật hay không vậy? Tụi nó đâu rồi? Hay không biết tụi nó ở đâu nữa, cho nên là chắc là đi kiểm tra chỗ này quá. Đúng là cái tụi học sinh này chẳng hiểu nổi nữa. À, ở dưới đúng không? Tụi này không chịu lo trực nhật đi đi đâu đi. Tất cả mọi người đều trực nhật cơ mà. À, kia rồi. À, nhưng mà nếu mà không bị nghi ngờ thì liệu mình có thể làm gì được tụi nó không ta? Ủa? 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 À, đây à? Ở đây các bạn ơi. Ủa, tại sao thanh niên này lại đứng ở đây hả? Tại sao? Thanh niên này đang chờ đợi ai đây? À, là do là đây là cái cuộc họp của các trưởng câu lạc bộ, nhưng mà thằng này lại không dám vào. Cũng có thể vì vậy các bạn ơi. À, không được vào trong đó rồi chứ không phải. mình phát hiện ra mình không có cầm trên tay cái, nói chung là chúng ta không được vào phòng họp. À, ra là vậy. Trong khi mọi người dọn dẹp thì bọn này nó họp các bạn ơi, không thể tha thứ được. Được rồi, bây giờ mình sẽ kích hoạt một cái chứng phục sinh mới vừa được gọi là nâng cấp lên các bạn ơi. Ebola mod đây. Ebola mod này thì hình như là đã thay đổi diện mạo một tí. Mình cũng không nhớ diện mạo trước kia cho lắm, nhưng mà hình như đây là một diện mạo mới của Ebola mod đây. À, rồi. Thanh niên này đứng bên ngoài cho nên mình sẽ tha đấy. Rồi, nói chung là video này là cái chủ đề chính của mình là làm về cái bonus, cái bounty thôi. Cứ nói nhầm hoài, cái bounty thôi. À, ngoài ra thì bộ trang phục của Ebola đã được cập nhật mới này. Đấy, trông có vẻ giống một cô y tá hơn. À, nhưng mà cô y tá này thì lại có đôi cánh ác quỷ. Rất tiếc là như vậy. À, rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thấy thích video này, hãy bấm cho mình một like, đăng ký cho các bạn người mới. Đừng quên click vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất của mình. À, trong video tiếp theo có lẽ mình sẽ làm tiếp những yêu cầu của các bạn. Vì vậy các bạn hãy bình luận ở bên dưới nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.